Xin chào các bạn đang xem video. Tại thành phố Gạch Giá, tỉnh Kiên Giang, có một tuyến đường trải dài qua địa phận 6 phường, từ phường Vĩnh Quang ở phía tây bắc Gạch Giá đến phường Gạch Sỏi phía nam Gạch Giá, đó chính là tuyến đường 3 tháng 2. Đây là tuyến đường quan trọng huyết mạch, sẽ kết nối từ huyện An Biên, huyện Châu Thành đến đường ven biển Gạch Giá, Hòn Đất. Quy mô đường 3 tháng 2 ở trung tâm thành phố Gạch Giá rộng từ 4 đến 6 làn xe. Trên tuyến đường có nhiều nút giao thông, vòng xoay lớn. Trong video hôm nay, tôi sẽ gửi đến các bạn hình ảnh xây dựng đường ven biển 3 tháng 2 nối dài Gạch Giá Châu Thành và hình ảnh chung cư cao cấp Sophia Center tại khu thị Phú Cường Kiên Giang. Các bạn nhớ gửi tặng một like và theo dõi kênh lâu dài nha. Hình ảnh xây dựng đường ven biển 3 tháng 2 Gạch Giá Châu Thành. Đường ven biển 3 tháng 2 nối dài có điểm đầu từ cống kênh Cục. Điểm cuối sẽ kết nối vào vòng xoay ngã ba Tắc Cậu, xã Bình An, huyện Châu Thành do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kiên Giang làm chủ đầu tư với khoảng 375 tỷ đồng. Chiều dài tuyến đường khoảng 8,6 km, mặt đường rộng 4 làn xe, mặt cắt ngang 34 m, có đoạn được xây dựng giải phân cách cứng ở giữa. Dự án xây dựng đường 3 tháng 2 nối dài đi qua địa phận phường Gạch Sỏi của thành phố Gạch Giá, xã Vĩnh Hòa Phú, xã Bình An của huyện Châu Thành. Trong video hôm nay, tôi sẽ gửi đến các bạn hình ảnh trên công trường đang thi công đoạn đường tại phường Gạch Sỏi. Vị trí này gần khu đô thị lấn biển Phú Quý đang làm hạ tầng kỹ thuật. Trên tuyến đường xây dựng 5 cống tròn, 2 cống hộp, 1 cống bảng, có 17 nút giao thông lớn nhỏ. Đơn vị thi công là liên danh công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Phát và công ty cổ phần Hà Đô 1. Tại đoạn gần cống kênh Cục, nhà thầu đã hoàn thiện đào khuôn đường và đắp cát nền đường. Khu vực này sẽ xây dựng hai nút giao thông kết nối vào khu đô thị lấn biển Phú Quý và đang hình thành một vòng xoay lớn. Trong tương lai sẽ mở đường vào phường Gạch Sỏi. Tuyến đường 3 tháng 2 nối dài sau khi hoàn thành sẽ giúp giảm tải cho quốc lộ 61 đoạn Minh Lương Gạch Sỏi. Hiện tại các phương tiện di chuyển từ huyện An Biên, huyện Châu Thành muốn vào trung tâm thành phố Gạch Giá chỉ duy nhất đi trên tuyến đường quốc lộ 61. Tiến độ dự án đang trong quá trình san lấp, đắp cát nền đường. Sau khi hoàn thành dỡ tải, chờ lún xong, giai đoạn sau sẽ bước vào quá trình đắp lớp đá nền đường. Dự kiến cuối năm 2024, tuyến đường này sẽ thông xe. Còn cuối năm nay 2023, dự án đường ven biển Gạch Giá Hòn Đất sẽ đưa vào sử dụng. Bây giờ tôi xin mời các bạn xem toàn cảnh chung cư cao cấp Sophia Center với 2 tầng hầm và 17 tầng nổi chuẩn bị đưa vào hoạt động, cũng như hình ảnh khu đô thị Phú Cường Kiên Giang từ trên cao. Close your eyes for a minute, close your eyes for a second, I won't change my. What is getting deep now? What is getting deep now? Follow me around, yeah. Can you let me down? Please don't let me down. Yeah, 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 yeah. Baby, let me down. Can you let me down? Please don't let me down. Close your eyes for a minute, close your eyes for a second, I won't change my mind. What is getting